À, mình sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay là cái món này là món chả đỗ nhé. À, nó rất là ngon nhưng mà công thức thì vô cùng đơn giản. Trước tiên là đỗ hay là đậu xanh ấy đã tách vỏ như này. Các bạn ngâm cho mình khoảng 20 phút với nước ấm. Nước ấm nó khoảng 50 độ. Rồi sau đó chúng ta sẽ mang đi rửa sạch. Ngâm với nước ấm khoảng 20 phút thì nó sẽ nở gấp đôi hạt hay gấp 3 hạt đậu ấy. Thì chúng ta sẽ mang đi chúng ta rửa sạch luôn và sau đó chúng ta mang đi chúng ta xay xay cho nó nát. Ở đây mình dùng 150g đậu khô và khi ngâm lên như này rồi nó phải được khoảng 400g. Các bạn mang đi giã hoặc là mang cho cái cối xay các bạn xay nhé. Và khi xay thì các bạn pha cho mình thêm một chút nước nữa để dễ xay nhé. Mình không cho nhiều nước, ví dụ như 2 thìa đậu như này thì các bạn cho mình 1 thìa nước nhé, để khi mình xay nó dễ xay hơn ấy. 1 phần nước, 2 phần đậu. Cho nhiều nước quá thì khi mà chúng ta làm ấy thì nó sẽ bị khô ấy, à nó sẽ mỏng quá ấy, thì nó sẽ không ngon ấy. Mình cứ 2 thìa nước, 2 thìa đậu, 1 thìa nước. Đây các bạn đổ cho mình nước vào, thế thôi. 2 thìa đậu, 1 thìa nước. Đổ nước nó xâm xấp một chút xíu. Bây giờ các bạn đổ cái đậu đã xay rồi nhé, ra nhé. Chúng ta cũng không cần nhất thiết phải xay nhuyễn quá thì nó ăn nó cũng không ngon lắm. Nó không cần phải nhuyễn quá nhé. Và các bạn thái cho mình thêm một chút giềng để mình xay lẫn ấy, thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều nhé. Cái món này là bí quyết là ở đây ạ, có thêm một chút giềng. Còn phần rau thơm thì chúng ta dùng mùi hành lá húng. Mùi tàu ấy, hành lá và húng thì nó sẽ rất là thơm. Mình chỉ cần khoảng 1 thìa ăn phở chiên xay. Khi xay xong này nha, mình được 2 mẻ như vậy. Các bạn nhớ là chỉ cho một chút nước, nước bằng nửa hoặc là bằng 1/3 cái đậu thôi. Nếu đậu chúng ta ngâm được như nước thì nó lở được nhiều rồi thì chúng ta chỉ cần cho nước bằng 1/3 đậu để chúng ta xay cho dễ thôi. Bây giờ mình sẽ đập thêm quả trứng gà vào, thái hết những cái nguyên liệu này vào. Mùi tàu, húng, hành lá, thái thật nhuyễn thật nhỏ cho mình nhé. Không xay vì xay nó sẽ ra nước, nhìn màu nó sẽ không được ngon và đẹp. Cho nên mình thái thật nhỏ. Thái thật nhỏ, thái nhỏ. Thái nhỏ rồi sao các bạn ạ? Thái ngược lại, băm ngược lại để cho nó ngọt thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hết vào đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta cho thêm phần thịt băm. Ở đây mình sẽ cho thêm 50g thịt băm nữa vào. Để cho nó ngon hơn. Sau đó mình cho thêm gia vị vào để chúng ta quấy lên nhé. Để chúng ta đi, chúng ta rán. Đây 1 thìa cà phê bột ngọt. Nửa thìa cà phê muối. Một thìa cà phê hạt lêm. 1 thìa nước cà phê nước mắm để cho nó đậm, cho nước mắm để cho nó đậm thêm, nó thơm thêm. Bây giờ cái hỗn hợp này như này là đủ rồi, chúng ta chỉ cần hòa tan đánh đều nó lên để cho nó hòa quyện với nhau. Sau đó mình sẽ mang đi mình rán giòn lên là được nhé, rán như rán bánh ấy.
cho một quả trứng gà thôi, các bạn có thể cho thêm nhé, hai quả được, mình cho một quả để cho nó ngon hơn, nó xốp hơn. Để cái hỗn hợp nó nỏng mà nó sệt sệt như này là được. Bây giờ mình mang đi mình rán nhé. Nếu là làm được cái hỗn hợp nó phải xèn xẹt như này nhá thì giá nó mới ngon, và nguyên liệu đầy đủ được như mình thì ăn chả đỗ nó cực kỳ ngon, không còn gọi là một món chả chay thông thường nữa mà nó là một món ăn mặn cực kỳ ngon. Không rán dày quá, rán mỏng vừa, dày quá không ngon, mỏng quá không ngon, mỏng quá hay nó khô quá, dày quá thì nó lại không đủ độ giòn. Cho nó vừa nhé. Cứ khoảng 3 phút thì các bạn ngật mà mặn cho mình nhé. Và lưu ý ở đây là mình sẽ chiên ở lửa vừa thôi. Khoảng 150 đến 160 độ thôi. Khoảng 3 phút thì nó ngật nhé. Để cho nó cứng thêm. Nhưng đừng để lâu quá nó sẽ cháy. Bây giờ nó cứng rồi, khoảng 3 phút mình có lật như vậy. Các bạn rán xong lần 1 các bạn có thể bỏ ra cho mình và đợi cho nó nguội, thì sau đó mình rán lần 2 thì chả sẽ rất là ngon. Không thì các bạn rán nguyên cũng được, nhưng rán nguyên thì nó sẽ lâu hơn và đợi thì chả nó sẽ không giòn được bằng chúng ta rán hai lần. Lần một xong rồi các bạn để lên trên này nghiêng và xong rồi các bạn cho ra ngoài ấy để cho nó dốc dầu ấy, sau đó nguội thì mình rán lần hai nhé. Và lần một thì mỗi lần các bạn chỉ rán mà mỗi mặt lại chỉ 3 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái miếng chả này ra nhé, tí nữa mình rán lần hai, làm như vậy cho nó nhanh nhé và nó không có no cháy. Các bạn đặt lên cho nó ráo dầu nhé, nghiêng cho nó ráo dầu, sau đó mình rán cái này tiếp, thì là mình rán lần hai. Tốt nhất là cứ rán ngày khi nào gần ăn thì chúng ta rán lần hai. Thì các bạn sần sệt lại một chút này, làm theo công thức một nước, nước hai đậu ngâm cho đi xay ấy, thì nó sẽ được cái hỗn hợp sần sệt nữa. Thêm một quả trứng vào cho nó màu đẹp và nó ngon hơn. Đây mình nhấm mẻ hai nhé. Còn cái phần kia đã được rồi thì mình sẽ cho ra cái đĩa. Thế thì mình rán này, rán lần hai xong khoảng 3 phút nắng lập đấy để cho nó cứng. Các bạn cứ rán như vậy đến hết nhé, tí nữa mình chiên lại lần hai thì mình sẽ quay tiếp nhé. Bây giờ mình sẽ chiên lần hai nhé. Đây các bạn, những cái miếng chiên lần đầu này, đây các bạn cho vào chiên lần hai. Chiên mỗi mặt này 3 phút cho mình. Với họ là từ 160 độ đến 180 độ. Cứ để mỗi mặt này 3 phút để nó lật. Các bạn thấy nhìn nó màu nó rất là đẹp, nó giòn đúng không? Cách này rất là đơn giản đúng không? Đây là cái chỗ mà mình đã chiên được rồi. Đây, chiên lần 2 rồi này. Đây cái này đã chiên lần 2 đấy. Thành phẩm rất là đẹp luôn.
ta chỉ cần cái vỏ nó giòn, còn bên trong không cần giòn nhiều, vì bên trong là giòn quá thì nó sẽ khô, ăn sẽ rất là nhanh ngán. Đây, cái miếng này chiên hàng mai này được rồi nhé. Thì các bạn để nó lên cho nó ráo dầu. Mình chiên nốt cái phần còn lại. Chiên lại những cái miếng này, chưa chiên hàng mai còn lại này đây. Trong 60 độ không, mỗi mặt này chiên 3 phút. Nếu mà dầu của nó đã nóng gà rồi thì các bạn hạ còn 130 độ thôi nhé. Không mà nó nóng quá là nó sẽ dễ bị cháy bên trong. Rồi bỏ ra là mình xong được cái phần này. Chả lỗ rồi đấy. Đây các bạn, cái thành phần chả lỗ mình đã làm xong, rất là ngon và bắt mắt đúng không ạ? Nếu bạn các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để gia đình có những món ăn rất là ngon và chuẩn công thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.